Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định số 2081 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013, Thông tư số 32/2014 và Thông tư số 25/2016 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại các thông tư kể trên là 5% một năm. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo Thông tư 11 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước, đối tượng được vay vốn ưu đãi gồm người mua thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m², giá bán dưới 15 triệu đồng một mét vuông, được quy định tại Thông tư 07 của Bộ Xây dựng. Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố trong từng thời kỳ.